Các nhà khoa học Hàn Quốc mới đây đã phát triển một công nghệ chẩn đoán phân tử có thể phát hiện biến thể Omicron chỉ trong vòng nửa tiếng. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tốc độ ứng phó, không chỉ với biến thể Omicron đang hoành hành hiện nay, mà còn cả những biến thể mới hay virus mới sẽ xuất hiện trong tương lai. Nhóm nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang là chủ nhân của công trình nghiên cứu trên nhóm sử dụng công nghệ phân biệt các đột biến tại Nucleotide Pass nên có thể phát hiện biến thể Omicron mà phương pháp xét nghiệm PCR khó phát hiện được. Ngoài ra, công nghệ mới còn có khả năng xử lý tới hơn 125 mẫu bệnh phẩm trong 30 phút, không cần thiết bị chuyên dụng và chỉ mất 4 ngày để sản xuất thiết bị nên sẽ có các bộ kích xét nghiệm nhanh hơn và ứng phó hiệu quả hơn với các biến thể hoặc virus mới trong tương lai dự kiến công nghệ mới sẽ được đưa vào ứng dụng trong nửa cuối năm sau sau khi trải qua các thử nghiệm lâm sàng